Này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Dạ Ma. Dùng văn tuệ biết cõi ấy có trụ xứ tên là Tâm Tướng. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ biết người làm lành, tâm ý chánh trực, chánh kiến không tà vậy, biết rõ nhân quả thiện ác, không sát sinh, không trộm cướp, như đã nói ở trước, không tà dâm, tâm không nghĩ nhớ, cũng chẳng vui theo, ngay cả tranh vẽ người nữ cũng không nghĩ nhớ, không quan sát, luôn nghĩ điều lành, không thích nhìn, không tham đắm vị, không dùng tâm ái dục quan sát. Dạy người đừng làm, mình không làm, không dạy người làm, tự lợi, lợi tha. Người này thoát khỏi phiền não, luôn làm lành, nghĩ đến thân mình, thấy thân nhơ uế, luôn nhớ rõ thân mình, không tham đắm người nữ, thoát khỏi lưới trói buộc của người nữ, xa lánh dục vọng của người nữ, được mọi người tin cậy. Giữ giới, hòa hợp với mọi người, thì ngay hiện tại được lạc, lì dục, không thích, không làm cũng chẳng nghĩ nhớ. Người này dập tắt lửa dục, là người dụng tâm bậc nhất, an vui nhất. Sau khi chết, vị ấy sinh lên trụ xứ Tâm Tướng của cõi Dạ Ma thuộc đường lành. Ở đó, tha hồ thọ hưởng diệu lạc, thân sáng, không xương thịt, luôn thọ hưởng diệu lạc theo công đức của năm dục. Thành tựu mọi dục lạc, có trăm ngàn thiên nữ vây quanh như các ngôi sao bao quanh núi Tu Di. Thân thể xinh đẹp rực rỡ, nhờ nghiệp thiện hóa sinh, thân có vần ánh sáng bao quanh, vô số ánh sáng từ thân hóa ra. Các thiên nữ vui chơi hưởng lạc, trỗi năm âm nhạc, hưởng diệu lạc nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc. Người ấy tự nghĩ, ta nên đến những chỗ đẹp khác. Nhờ oai lực của nghiệp thiện, ngay lập tức thiên nữ quan sát tâm người ấy, nói với thiên tử, vì sao chúng ta chỉ ở đây, còn có những nơi vui chơi khác? Chúng ta hãy đến núi Thiên Điện, trên núi có vô số vật báu, còn có vô số trăm ngàn cõi trời khác. Chúng ta hãy đến đó. Như vậy, thiên tử vui mừng nói, tùy ý các ngươi, chúng ta sẽ đến đó. Nói xong, thiên tử bay lên hư không, đến núi Thiên Điện. Núi ấy có vô số vật báu, vô số thiên tử, thiên nữ, tiếng ca vang khắp 500 do tuần. Trên hư không đầy dãy thiên chúng. Thiên nữ ca hát bên đường làm cho thiên tử này vui vẻ. Đến đó, họ vội vàng leo lên núi. Từ xa, nghe tiếng ca thiên nữ vọng lại, thiên tử ngạc nhiên vội đến trước họ. Đến nơi, thiên tử nhìn thấy vô số cảnh đẹp, ao sen, vườn rừng bảy báu. Thiên tử vui mừng, nhìn ngắm hưởng lạc, nghe tiếng suối reo, thấy chim chóc bay lượn lên xuống. Xen lẫn trong đó là những dãy dinh thự ngang dọc được trang trí bằng bảy báu rất đẹp, cây cối xum xuê. Trong hang có nhiều thiên nga, vịt trời, uyên ương kêu rất hay. Vô số phướng lộng phất phơ trong gió, ai thấy cũng thích. Trong hư không có cung điện di động qua lại, tụ tán, có ánh sáng báu rực rỡ. Họ lại nghe tiếng ca hát của những người khác, nghe những tiếng vui đùa, thấy những khối bảy báu cao thấp xinh đẹp, núi, hoa xinh đẹp, đủ hình sắc. Họ chạy dãy vui chơi, ôm nhau, thiên tử, thiên nữ vây quanh trên núi Thiên Điện. Họ ở trong hư không, quan sát điện này, vui vẻ bảo các thiên nữ, các người có thấy núi Thiên Điện này đáng yêu mà mọi thứ đẹp không? Nghe xong, các thiên nữ thưa, thiên tử xin hãy biết, tôi đã thấy và đã từng thấy trăm ngàn lần. Thiên tử, nếu chưa thấy, hãy nhìn kỹ nơi này. Nói xong, thiên tử cùng thiên nữ từ hư không bay xuống, gần đến nơi. Các thiên tử đang hưởng lạc ở đây thấy vậy, đều vui mừng ra đón. Nhìn ngắm thiên tử mới sinh, vui vẻ nắm tay nhau nói, thiên tử là bạn của chúng tôi. Như vậy, thiên chúng càng nhiều, sức mạnh càng lớn.
Ngài hãy cùng các thiên tử thọ lạc. Ở đây có nhiều thiên tử, ánh sáng rực rỡ. Chỗ thiên vương Mâu Tu Lâu Đà cũng có nhiều thiên tử, thiên nữ vui chơi hưởng lạc. Lại có thiên tử khác, thấy thiên tử mới sinh thì chắp tay cung phụng, lại nói: hôm nay ông đã đến núi này, ở đây có vô số thiên chúng, thiên nữ vây quanh hưởng lạc. Lại có thiên tử khác, nhờ nghiệp thiện được vui chơi trong hoa sen. Đây là nơi đẹp nhất, hôm nay ông đã đến đây. Nghe vậy, thiên tử mới sinh hỏi thiên nữ của mình: thiên vương cõi Dạ Ma đang thọ hưởng hoan lạc theo công đức của năm dục ở đâu? Nghe thế, thiên nữ đáp: chúng ta hãy cùng đến chỗ thiên vương Mâu Tu Lâu Đà thọ lạc. Thiên tử mới sinh liền cùng thiên nữ đến chỗ thiên vương thọ lạc. Vừa đi vừa ca múa, trông thấy thiên vương Mâu Tu Lâu Đà ngồi trong rừng hoa U Bát La Đỏ. Hoa U Bát La Đỏ có 100.000 cánh. Trong mỗi cánh hoa có nhà như cái động. Bên trong có thiên nữ, hương thơm, chim chóc vui chơi. Những con chim ấy là giống chim ở nước, tiếng hót rất hay. Cõi ấy có nhiều hoa U Bát La đẹp như thế. Thiên nữ của thiên vương trang sức các loại y phục, vật báu sáng rực. Do màu sáng của ngọc bát U Bát La đỏ nên thân họ cũng có màu đỏ. Do màu đỏ của ngọc báu U Bát La nên làm cho ánh sáng ngọc báu khác cũng đỏ. Màu sắc ngọc báu xích liên hoa thì rực rỡ hơn ánh sáng trời mùa thu. Họ ở trong cùng các loài ong thọ hưởng hoan lạc theo công đức của năm dục. Thiên tử, thiên nữ ở trong hoa U Bát La suy nghĩ: chúng ta muốn uống rượu. Ngay lập tức, trong cánh hoa có nhiều loại rượu thơm ngon, mát chảy ra. Họ cùng thiên vương uống rượu thọ lạc. Họ lại muốn trong hoa phát ra âm thanh, thì lập tức gió thổi động cánh hoa va chạm nhau, phát ra âm thanh mà năm loại âm nhạc không bằng 1/16. Nghe tiếng ấy, họ vui mừng càng hưởng dục lạc nhiều. Họ ở đây cùng thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà cùng thọ hưởng hoan lạc. Họ lại muốn vui chơi thọ lạc nên tự nghĩ: ta đang vui chơi trong cánh hoa U Bát La, làm sao hoa này bay lên hư không? Lập tức hoa U Bát La như con thiên nga bay lên hư không. Ở đó thiên tử quan sát các khu rừng phía dưới, có các thiên tử nhờ nghiệp thiện nên được vui chơi hưởng lạc. Thiên tử cùng thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà ở trong cánh hoa U Bát La vui chơi thọ lạc đi khắp mọi nơi, thọ hưởng đủ mọi dục lạc. Nhờ khéo giữ giới nên được quả báo tương xứng, thọ hưởng diệu lạc. Vì sự giữ giới có thượng, trung, hạ, nên diệu lạc thọ hưởng cũng có thượng, trung, hạ. Ở đây nhìn ngắm mọi thứ, hưởng các hoan lạc, rồi họ ra đi đến núi thiên điện của cõi tâm tướng. Nhìn thấy mọi thứ, thiên tử mới sinh rất vui mừng, cùng các thiên nữ đến chỗ hoa U Bát La của thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà. Các thiên nữ ca múa vui chơi ở cõi Dạ Ma, thọ nhận diệu lạc theo cảnh giới của công đức nơi năm dục. Do ánh sáng đỏ của hoa U Bát La nên thân của thiên vương Mâu Tu Lâu Đà cũng có màu đỏ, giống như màu đỏ A Thư Già, mà sắc đỏ vốn có của thiên vương không bằng 1/16. Thọ nhận hoan lạc như vậy, thiên tử mới sinh lại tiến đến gần thiên vương Mâu Tu Lâu Đà, chắp tay đảnh lễ, đàn cúi đầu, thì thiên vương Mâu Tu Lâu Đà nói kệ: những nghiệp thiện đã tạo, giữ gìn ba loại giới, nghiệp có được quả này, giờ thọ hưởng diệu lạc. Đừng nên sống phóng dật, hưởng hết nghiệp vô ích, hãy tu thêm nghiệp thiện, đừng sống trong phóng dật. Siêng năng làm việc lành, trừ bỏ việc bất thiện, làm lành được an vui, làm ác chịu khổ não. Ai siêng năng không ngừng, tu tập các nghiệp thiện, sẽ luôn hưởng an lạc,
sau đạt được Niết Bàn. Ai sống trong phóng dật, lưu chuyển theo việc ác, khi nghiệp thiện đã hết, sẽ đi vào địa ngục. Nếu tạo nghiệp thanh tịnh, luôn luôn siêng năng làm, đạt được nơi bất thoái, không có chút khổ đau. Ai bị căn sai khiến, lại đuổi theo cảnh giới, bị ràng buộc mọi thứ, luôn đi trong sinh tử. Ai không nhiễm pháp ác, như vàng đã tôi luyện, thoát khỏi đồng trống hữu, luôn được nơi an ổn. Ai sống trong phóng dật gốc bất lợi, trừ bỏ là điềm lành, an ổn không suy não. Người vừa mới thọ sinh, hưởng diệu lạc tương xứng, hãy phát tâm cẩn thận, đừng đắm trong nhiễm ô. Phóng dật sai chư thiên, người nữ cũng như vậy, lửa người nữ thiêu đốt, luôn luôn chịu đau khổ. Vì thế các thiên tử, hãy xả bỏ người nữ, kẻ tham dục ngu si, bị tâm ý ràng buộc, không biết pháp phi pháp, đáng làm chẳng đáng làm, những người phước đức ít, cách Niết Bàn quá xa. Biết đúng pháp khinh trọng, thực hành không sai sót, cầu pháp quả báo pháp, sẽ có được an lạc. Người bị tâm lôi kéo, không điều phục ngựa căng, dùng tri túc giác tâm, mạnh mẽ đến chốn vui. Dày tri túc buộc tâm, cảnh giới tâm cũng vậy. Người dũng an trụ được, là bậc trí trong đời, được cõi trời xinh đẹp và vô số an lạc. Ai không tham dục lạc, đến được nơi an lành. Người đã tạo nghiệp lành, được cảnh giới đáng yêu, nay ở cõi dạ ma, đừng nên sống phóng dật. Thiên tử mới sinh này, ở trong hoa bát la, cùng thiên chúng thiên nữ, hưởng quả báo của nghiệp. Dày nghiệp quả khó gỡ, từ tâm biến hóa ra, chúng sinh bị si gạt, lưu chuyển theo ngu si. Kẻ thù 12 nhập, khéo léo dối gạt tâm, ở trong vòng sinh tử, lưu chuyển trong thế gian. Quá hiện tại vị lai, chư thiên đều thoái đọa, ở cõi trời như vậy, chúng sinh mãi trôi lăn. Trong núi Tỳ Lưu Ly, vườn rừng thật xinh đẹp, núi rừng không chuyển động, chư thiên mãi lưu chuyển. Vườn rừng thật đáng yêu, các cõi đều như vậy, thường còn không hư hoại, chư thiên mãi lưu chuyển. Cọng hoa bằng lưu ly, vàng rồng rất xinh đẹp, hoa sen luôn là vậy, chư thiên mãi lưu chuyển. Ao hồ rất đáng mến, có chim chóc trang nghiêm, còn vậy mãi không thiếu, chư thiên mãi lưu chuyển. Phòng nhà không thay đổi, hành lang cũng như vậy, tồn tại chẳng hư hoại, chư thiên mãi lưu chuyển. Bị cảnh giới dối gạt, lưu chuyển trong thế gian, cỡ sao ở cõi trời, tâm không chịu lìa bỏ. Tâm chạy theo sinh tử, vì huân tập bền chắc, chịu những khổ não lớn, vẫn không hề hay biết. Như đồ tể dắt dê, bỏ hết vào trong chuồng, rồi đem giết từng con, còn sống chẳng lo sợ. Quở trách như trên sông, thiên vương Mâu Tu Lâu Đà cùng vô số trăm ngàn thiên chúng ra khỏi hoa U Bát La, đi đến ngọn núi khác tên Nhất Thiết Quan Sát. Núi này lớn 500 do tuần, có đủ bảy báu, ao hồ, vườn hoa, chim chóc, đủ vô lượng công đức. Vì thích vui chơi thọ lạc, thiên vương Mâu Tu Lâu Đà lên núi này. Núi này rất đẹp, dưới chân núi có suối tên Ái Kiến bao quanh ngọn núi. Trong ao có ngọn giác phong, từng tầng núi bằng bảy báu, tầng núi như vòng xuyến. Tầng núi bảy báu phóng ánh sáng rực rỡ, hình dáng như cánh tay, dựng đứng, lớn 500 do tuần. Trên đỉnh có 7 tầng lan can bao quanh. 1. Lan can vàng. 2. Lan can bạc. 3. Lan can lưu ly. 4. Lan can báu xanh. 5. Lan can sa cừ. 6. Lan can báu xích liên hoa. 7. Lan can kim cương.
các thiên chúng, thiên nữ xinh đẹp, hát hay, tràn sức lộng lẫy. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà cùng vô số thiên chúng, thiên nữ đến núi nhất thiết quan sát. Thấy thiên chúng ở đây, thiên vương nói kệ. Khắp cả cõi Già Ma, núi này cao hơn hết, lúc nào cũng có nhiều các thiên chúng ở đó. Núi đẹp lại sáng rực, trang trí bằng bảy báu, có sông nước trong sạch, ao hoa sen bao quanh. Vườn rừng rất khả ái, có nhiều nai nhiều chim. Trong ao có ngọn núi, cao thấu đến hư không. Chư thiên này luôn vui, trang sức vòng hoa trời, ca múa tâm hoan hỷ, có rất nhiều thiên nữ. Năm âm nhạc vui tai, ai thấy cũng thích nhìn. Núi này luôn vui nhộn, ánh sáng bao xung quanh. Nhờ nhân thiện đã làm, giữ gìn ba lục giới, thiên chúng ở núi này vui chơi hưởng dục lạc. Ta đã từng ở đây vui chơi thọ hưởng lạc, đây là cõi dục lạc do nghiệp thiện hóa sinh. Cõi này đã từng có chư thiên si thoái đọa, chúng sinh sống phóng dật như trâu bị người giết, chết mà vẫn không hay, như trâu chẳng lo sợ. Chư thiên biết sự chết nên không nên sống phóng dật. Thấy tất cả trăm ngàn na do tha thiên chúng, thiên nữ cảnh sắc hoang lạc của núi nhất thiết quan sát nghiệp quả của chư thiên cõi này xong, thiên vương Mau Tu Lâu Đà lại quan sát chư thiên ngu si sống phóng dật, trôi trong dòng sông ái không biết chán, bị lửa dục thiêu đốt. Vì thương xót nên đã nói kệ cho họ. Thiên vương lại vào núi ấy thọ hưởng theo nghiệp, bị nghiệp dẫn dắt, tâm loạn động, cùng trăm ngàn thiên nữ vào nơi vui chơi. Thấy thiên vương Mau Tu Lâu Đà, chư thiên trú ở chốn cũ, liền ra nghênh đón. Có người ở trong hư không, có người dùng hương thơm xoa thân, có người ngồi trên lưng chim, người ở trong nhà, có người cùng thiên tử bay lên hư không, trỗi năm âm nhạc ra đón thiên vương Già Ma. Tất cả đều trang sức khác nhau để đón thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Chư thiên ở trong hư không rải hoa thơm cúng dường rồi đến chỗ Mau Tu Lâu Đà. Có thiên tử lại lấy nhạc cụ bằng vàng tấu lên và ca ngợi rồi đến chỗ thiên vương. Có người cầm vòng hoa, hương của hoa này ai ngửi được sẽ sinh dục vọng. Ở trong hư không gió thổi y phục dao động. Đến chỗ thiên vương, có người ở trong hư không ca ngợi rồi đến chỗ thiên vương. Có ngần ấy thiên tử trang sức khác nhau, vì lúc tạo nghiệp có thượng trung hạ nên phục sức cũng có thượng trung hạ. Mọi người đều ca ngợi rồi ra đón thiên vương Mau Tu Lâu Đà đến núi nhất thiết quan sát. Nhờ oai lực của thiên vương và nhờ nghiệp thiện nên có vô số cảnh giới dục lạc nơi công đức của năm dục thù diệu. Thiên chủ cùng thiên chúng ở trong ao sen, vườn hoa thọ hưởng mọi dục lạc, tuần tự lên đỉnh núi này. Đến nơi, nhờ oai lực nghiệp thiện, họ thấy cửa đường ác mở. Khi có thiên nữ sắp thoái đọa, thì chính tướng hiện ra. 1. Da mềm nhão vì nhăn nheo. 2. Thân lay động, vì thân lay động nên vòng hoa trên đầu bị rơi. 3. Hoa đỏ trên đầu biến thành màu vàng. 4. Gió thổi vào y phục trơn mịn, trở thành y phục thô như y phục cõi người. 5. Bay trong hư không thì mỏi mệt, đi trên mặt đất cũng vậy. 6. Thân xuất mồ hôi, trước sạch sẽ, bây giờ dơ giấy. 7. Khi đến cây hái hoa trái thì cành cây nâng cao, không thể hái được. 8. Khi thiên tử đến hành dục thì thấy thiên nữ xấu. 9. Gió thổi vào tóc, làm tóc cứng rối. 9 tướng này hiện ra trong vòng 10 ngày, nơi cõi trời bằng 2.000 năm cõi người, nhưng vẫn chưa thoái đọa. Thiên nữ còn có 2 tướng thoái đọa nữa hiện ra. 1.
tâm dục nhiều, không dừng yên. 2. Mặt đất họ đi không mềm, đặt chân không được, cất chân không được, không đứng được. Nói với các thiền nữ khác, tôi buồn khổ, hãy đến đây với tôi. Thiền nữ lại có tướng khác hiện ra, môi luôn dao động dù không nói, quên hết những bài ca, điệu múa ngày trước. Lúc mới thọ sinh, nhờ nghiệp thiện nên tự nhiên biết được bài ca, điệu múa, nhưng nghiệp thiện hết, sắp thoái đọa thì quên hết. Thiền nữ đến trước ao sen, dòng sông soi thấy nơi mình sắp thọ sinh. Thấy hình tướng thọ sinh, những vật trang sức trên thân như anh lạc, vòng xuyến đều trở nên nặng. Thiền nữ ngồi đâu thì chỗ ngồi đều biến đổi. Những tòa báu bằng vàng, lưu ly, nhân đà la ni đều biến thành tòa gỗ. Những nơi mình đã từng thấy bây giờ đều đổi khác. Toàn thân mồ hôi xuất ra như con người. Thấy các thiền chúng quay tròn như phòng quay, không thấy được thân họ, các căn không ham cảnh giới tự nghĩ, ta không còn cứu được, mạng sống sắp hết, nên thấy nơi sắp thọ sinh, thấy thân sắp thọ sinh như đã nói ở trước. Khi thấy mạng sống sắp hết, thiên nữ sinh tâm trung hữu. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà thấy thiên nữ sắp thoái đọa, buồn chán nên nói kệ. Người nữ trói thế gian, dối gạt thêm tranh chấp, phi pháp phá chánh pháp là nơi nhiều tội lỗi, bị dục nữ sai khiến, thiên tử bị trói buộc, khi thần chết đến nơi, hủy hoại cùng dẫn dắt. Người nữ dùng trò chơi, dối gạt các nam tử, sau đến lúc thoái đọa, theo nghiệp mình ra đi, vui chơi và thọ lạc, trong vườn rừng ao hoa, sông suối hay hang núi, sau thiên nữ thoái đọa, thiên nữ phải thoái đọa, sẽ xa lìa ân ái. Trượng phu thấy như vậy, vẫn hành dục không thôi. Xả bỏ cõi đời này, tăng trưởng thêm tham ái, bị người nữ trói buộc, không thể nào thoát khỏi. Dây dục nhiễm lớn nhất, trói buộc thế gian này, hãy nghĩ cách khác đi, thoát khỏi sự trói buộc. Vô số mũi tên dục hại chư thiên đến đâu, dục nữ sai khiến người phá trừ sẽ thắng được. Quan sát thiên nữ sắp thoái đọa, không thể cứu được, dù cách nào cũng bị thoái đọa. Thiên vương lại quan sát chư thiên thọ hưởng hoang lạc theo công đức của năm dục, không sợ thoái đọa giống như súc sinh. Vì sao họ sắp chết mà không lo sợ? Thấy vậy, thiên vương lo sợ, không nói cho người khác biết. Vì sao? Vì không đúng thời nói pháp, nói sẽ bị người ta xem thường. Còn chư thiên khác, thọ hưởng cảnh giới dục lạc. Tuy thiên vương Mau Tu Lâu Đà nghĩ đến nỗi lo sợ của thần chết, nhưng vẫn cùng các thiên tử vui chơi thọ lạc trong vườn rừng. Ao sen trên núi nhất thiết quan sát, sáu căn tham ái, thích cảnh giới vườn rừng ao sen, cùng nhau ca múa, ăn uống, thọ hưởng xúc hương vị, nghe tiếng ca hay. Sau đó, họ đến lan can bằng lưu ly của núi để đi chơi. Vào đó, ánh sáng trên thân chư thiên biến mất là do ánh sáng của lưu ly nên thân họ cùng màu xanh. Thấy vậy, chư thiên ngạc nhiên nói với nhau, chúng ta đã từng nhìn thấy trăm ngàn cung điện, nhưng chưa từng thấy núi báu xanh sáng rực như vậy. Nói xong, trong đó có một thiên tử trú ở chốn cũ, nói với tất cả chư thiên mới thọ sinh. Như những gì trước kia ta đã nghe, hôm nay ta sẽ nói cho các ông nghe vì sao có ánh sáng ấy. Vào thời quá khứ xa xưa, thiên vương cõi Đâu Xuất xuống cõi Diêm Phù Đề thành tâm cúng dường đấng chánh biến tri. Cúng xong, vị ấy đến núi nhất thiết quan sát này. Vì thương xót chư thiên cõi Dạ Ma nên để lại một hạt châu. Thấy ánh sáng hạt châu, chư thiên cõi Dạ Ma biết được nghiệp quả có nhẹ, có nặng nên bỏ tâm kiêu mạn. Chư thiên cõi Dạ Ma sống phi pháp,
Sau khi thấy hạt châu này, biết được sự hơn kém của chư thiên cõi dạ ma và cõi đau súc, tự biết dục lạc của mình, ánh sáng, màu sắc, hình tướng kém hơn cõi đau súc, mạng sống, chỗ ở, nghiệp quả cũng kém. Thấy ánh sáng hạt châu, họ vui mừng khôn xiết. Người nào sống phóng dật thì bỏ tâm kiêu mạn, người nào sống theo chánh pháp thì càng tăng trưởng. Vì vậy, thiên vương cõi đau súc để hạt châu ở đây. Nghe vậy, chư thiên vui mừng thán phục, thích nhìn. Chư thiên cùng nhau tìm kiếm hạt châu này. Họ tìm thấy một nơi có ánh sáng rực rỡ gấp trăm lần, phóng ra lẫn hết ánh sáng của những hạt châu khác. Hạt châu ấy bị che lấp mà còn như vậy, huống gì là không bị che. Tức là hạt châu cõi dạ ma che lấp hạt châu sáng lớn này. Loại bỏ những hạt châu khác, chư thiên cõi dạ ma lấy ra được hạt châu này. Thấy ánh sáng hạt châu, chư thiên cõi dạ ma bỏ tâm kiêu mạn. Ánh sáng trên thân họ biến mất. Họ quan sát kỹ bên trong, hạt châu có viết kệ bằng vàng. Trong sạch không nhơ uế, luôn tùy thuận pháp hành, nhờ không sống phóng dật, luôn được hưởng an lạc. Dù vui hay khổ não, trẻ khỏe hoặc già suy, dòng họ sang hay hèn, thần chết đều giết hết. Xinh đẹp hay thô xấu, mạnh mẽ hoặc yếu kém, cô độc và có chủ, thần chết đều giết hết. Vô quan hay tôi tớ, kể tại gia xuất gia, cứng chắc hoặc mềm yếu, thần chết đều giết hết. Giàu sang hay nghèo thiếu, có công đức hay không, bất luận là trai gái, thần chết đều giết hết. Đi đường hoặc ở nhà, trong nước hay trên đất, sống ở trong rừng núi, thần chết đều giết hết. Dù ngủ hay thức giấc, đang ăn uống hoặc không, kẻ não loạn thế gian, thần chết đều giết hết. Dù ở trên, ở dưới, hay ở bên thùng xe, trong lúc xe đang chạy, thần chết đều giết hết. Tốt lành hay xấu ác, sống đúng pháp, phi pháp, bệnh hoạn hay khỏe mạnh, thần chết đều giết hết. Kẻ ác hoặc người thiện, keo kiệt hay rộng rãi, phóng dật không phóng dật, thần chết đều giết hết. Dù địa ngục ngạ quỷ, súc sinh hay loài người, sức mạnh không dừng nghỉ, thần chết đều giết hết. Chư thiên ở cõi dục hay ở trong cõi sắc, dù có sức mạnh lớn, thần chết đều giết hết. Chư thiên cõi vô sắc, sống cõi tam bạc đề, dù có sức mạnh lớn, thần chết đều giết hết. Có sinh đều vô thường, tất cả bị hủy hoại, hết thảy pháp hữu vi, nhất định phải hư hoại. Thấy sức thần chết vậy, nếu thấy lỗi dục lạc, biết lời nói ân ái, thoát khỏi biển sinh tử. Trước vì tham dục vị, hoang lạc của cảnh giới, do đó đọa địa ngục, ví như rắn nuốt lưỡi. Thấy sự thoái đọa này, biết sức mạnh thần chết, khéo điều phục tâm ý, biết tội lỗi của tâm. Vườn rừng ở trong núi hay ở trong nhà cửa, chư thiên đều thoái đọa, bị lửa thời gian đốt. Bị cảnh giới che lấp, ngu si sống phóng dật, lưỡi ái trói chư thiên, đưa vào chốn đường ác. Thấy bài kệ trong hạt châu, chư thiên đọc xong, người nào có hạt giống lành thì nghe kệ sinh tâm nhàm chán dục. Còn chư thiên ngu si mê đắm cảnh giới thì tuy nghe vẫn tham đắm, vui chơi hưởng năm dục lạc, không biết chán. Thấy rõ bài kệ nói về tội lỗi của thế gian trong hạt châu ấy, chư thiên lấy làm lạ. Ánh sáng của hạt châu này rất hiếm có, mà chư thiên theo bản tánh phóng dật nên vẫn vui chơi, hưởng mọi dục lạc nơi cảnh giới, không sao ví dụ được. Chư thiên ấy tiếp tục phóng dật, cầm các nhạc cụ đi đến dòng sông Tất Lưu, tham đắm cảnh giới, bị lưới ái trói buộc, từ xưa đến nay, dắt đến dòng sông đó, tiếng nhạc lôi cuốn tâm, cùng nhau đùa vui, thích thọ lạc. Trong sông có nhiều rừng cây, hoa sen che kín, chim chóc hót rất hay,
hương sen ngắm vào nước sông. Hai bên bờ sông, chư thiên vui chơi, ca múa, thọ lạc, trỗi năm âm nhạc, tiếng trầm bổng, hưởng thọ nhận công đức của năm dục. Trong rừng cây, hai bên bờ sông có nhiều loài chim, tên thọ kỳ giang trụ. Nhờ nghiệp thiện, chúng vui mừng hót kệ lợi ích cho chư thiên. Sông núi thay đổi mau, chư thiên mất diệu lạc, ngu si không hay biết, cứ thế sống phóng dật. Tất cả các chúng sinh, thọ mạng dục lạc đổi, ngu si không hay biết, như kẻ mù trên đường. Thà chịu mù không mắt, không ngu si tham dục, vì tham đắm dục lạc nên đi vào địa ngục. Mù không đọa địa ngục, chỉ vì không biết pháp, cho nên thà chịu mù, không bị dục sai khiến. Dục làm việc vô ích, dối gạt kẻ ngu si, chính vì tâm ngu si, không trừ bỏ dục vọng. Kẻ sống theo dục vọng, không trí, chẳng biết gì, không biết khổ từ dục, lại luôn tham dục lạc, xem dục oán như bạn, như quả độc ba ca, hay đưa đến cõi chết, luôn đi trong đường ác. Như tất cả dòng sông, nước chảy mãi không dừng, diệu lạc trời cũng vậy, đã mất không trở lại. Chim ấy hót kệ về sự thật của nghiệp. Thiên tử kia nhờ tu tập nghiệp lành, nên sau khi nghe lời kệ, sinh tâm chán ghét. Tự mình đang ở chỗ xúc sinh mà nghe pháp này. Thiên tử kia nhờ tu tập nghiệp lành, nên sau khi nghe lời kệ, sinh tâm chán ghét. Tự xét mình đang ở chỗ xúc sinh mà nghe pháp này, biết được do sống phóng dật mà đọa vào đường ác. Nghĩ xong, trong thiên chúng có một thiên tử rời bờ sông, nói kệ. Mạng sống của chúng sinh như bọt nước chẳng khác, như nước chảy sóng dồi, trẻ khỏe đều như vậy. Tất cả các chúng sinh đều lệ thuộc thần chết. Các ngươi không tâm ý, không nghĩ nhớ xét suy. Những người chưa suy yếu, người trong sạch ở đời, nếu tu tập chánh pháp sẽ không vào đường ác. Tùy thuận chánh pháp nói kệ xong, nghĩ nhớ pháp chẳng bao lâu, căn suy mất lực, thiên tử không còn suy xét nữa. Thấy vô số cảnh giới năm dục đáng yêu nên tham đắm hưởng lạc, đi đến chỗ các thiên tử khác say mê cảnh giới. Năm cảnh giới là nhân tăng trưởng thiên dục, thọ hưởng dục lạc nơi năm cảnh giới, đến khi nghiệp thiện hết, bị nghiệp sai khiến, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc thoái đọa sinh vào cõi người, sống nơi an ổn, không suy não, giàu có, thuộc dòng quý tộc, được mọi người kính trọng cung phụng, không lo sợ, không bệnh hoạn, thông minh, tài trí, được mọi người yêu mến, dù là nô tỳ hay người làm công, luôn hết lòng cung phụng, sống ở thành thị của nước lành, không ở nơi biên địa, sống ở nơi biết pháp phi pháp, năm căn đầy đủ, trí tuệ quyền lực, nhờ nghiệp thiện đã huân tập nên được thánh nhân yêu mến, đủ ba công đức, nhất định sinh lên cõi trời là nhờ dư báo. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Ni So ha.